Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding On. Tất cả những form rider mất kiểm soát từ hình dạng level 5 của SA cho tới rider cuối cùng thời điểm hiện tại là Zack Revive. Không dài dòng nữa, cùng đến những tên nổi loạn nào. Mình là Rider On. Hẹn xin Dragonite Hunter. Dragonite Hunter Set chiếc Gashat đặc biệt tông màu vàng kim với hình đầu rồng ở chuôi Gashat. Sức mạnh của Graphite sau khi được nâng cấp bởi chiếc Dragonite Hunter Z, mặc dù chỉ là bản thử nghiệm nhưng hắn ta hoàn toàn out sức mạnh của tất cả cấp độ 3 của những rider còn lại. Lại một lần nữa, khả năng của thiên tài game thủ Amu lại được thể hiện. Anh ta đã đánh bại hoàn toàn con rồng hỗ trợ cho Graphite, có được 4 mảnh vỡ của nó cùng với chiếc Gashat thật sự. Chuyển hóa lần đầu tiên trở thành hình dạng toàn thân của một Kamen Rider trong series SA, cả một bộ giáp rồng kết hợp cùng với SA, chiếc đầu rồng ở trước mặt của anh, hai cánh tay đầu chân đã bị thay đổi cùng với chiếc đuôi mọc phía sau lưng của SA, tạo nên hình dạng vô cùng đáng sợ, tông màu đen chủ đạo. Mặc dù những phần viền khác trên cơ thể của SA tạo ra cảm giác khá màu mè với màu xanh lá là xanh dương neon đại diện cho Brave Knight lần đầu tiên sử dụng. Sức mạnh của cấp độ 5 là quá sức của một con người, là trò chơi săn quái vật. Đặc điểm của tựa game Monster Hunter là trò chơi thường sẽ được co-op 4 người cùng tổ đội với nhau để chiến đấu những con quái vật khổng lồ. Sở hữu sức mạnh quá lớn như vậy, SA đã mất kiểm soát, tấn công tất cả mọi người với ngọn lửa khủng khiếp từ hơi thở của Dragonite Hunter Z. Khả năng chính của hình dạng này cũng không được thể hiện quá nhiều. Với từng bộ phận trên cơ thể của anh sẽ tương ứng những rider khác nhau, là bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể với một cánh tay phải là hành gươm đại diện cho Bree, cũng như là cánh tay trái là một khẩu súng nhưng thường sẽ được SA sử dụng cận chiến. Khả năng tấn công tầm trung và tầm xa của anh được dựa trên hơi thở của rồng, là gương mặt bao phủ đó cơ thể của SA, có khả năng tấn công bằng ngọn lửa cũng như tạo những chùm sao, những quả cầu lửa rơi từ bầu trời. Và tất nhiên đôi cánh của anh cũng không phải là không có tác dụng, nó cũng giúp SA bay lượn. Đòn tất sát cấp độ 5 Dragonite Critical Strike, SA sẽ tụ hợp cả 3 nguồn năng lượng từ đầu và hai tay của mình, tạo nguồn năng lượng khổng lồ giáng vào kẻ thù. Build Black Hazard có lẽ là form kinh điển nhất về tất cả những rider mất kiểm soát với màn thể hiện ấn tượng của nó. Đánh bại hoàn toàn sức mạnh Dragon Jelly của Colorado Z cũng như nghiền nát một tên Hazard Smart một cách đơn giản và đầy ngầu lòi. Với tông màu đen phủ kín toàn bộ cơ thể, tạo hình của Black Hazard đúng với tên gọi của nó, một màu đen của luồng khí Hazard bao phủ toàn bộ giáp của Build, được dựa trên build cơ bản chứ không phải build sparkling. Nó được thiết kế theo phương diện đều cân bằng ở hai bên chứ không thiên về một hướng, với những chiếc gai nhọn tạo ra bên hai vai của anh ấy cùng với cặp sừng và gương mặt gai góc hơn, nhìn giống như build đang bị bao phủ một sức mạnh hắc ám và đang tuôn trào khắp cơ thể chỉ chờ ngày bộc phát. Đơn giản như thế nhưng đôi mắt của anh vẫn giữ được công thức Rabbit and Tank cơ bản. Form này có khả năng đổi về những hình dạng khác nhau, tạo những combo giống như hình dạng best mark bình thường của build, trừ warp and smartphone. Còn lại tất cả những best mark khác đều sử dụng lại vũ khí từ những form cũ để chiến đấu với kẻ thù. Với sức mạnh quỷ dị như vậy, tại sao Kiryu Sento lại sử dụng tới nó? Trong tình huống lúc đó, Hokuto đã cử một đội quân gồm một tên rider sử dụng Strat Driver Color Green. Hắn ta cùng với 3 tên đồng đội của mình tận dụng Hazard Trigger để nâng cấp sức mạnh. Người biến hình Rider thì không bị gì, nhưng những tên Hazard Smart thì sẽ bị tiêu diệt nếu ăn đòn Final Attack. Và bọn chúng quá vượt trội so với hình dạng Build Sparkling cũng như là sức mạnh Rosette Jelly. Cả hai người đã không thể nào ngăn cản được chúng. Trong tình huống nguy cấp như thế, Banjo đã quyết định tham chiến và tiêu diệt tất cả Hokuto để giành chiến thắng. Sento muốn ngăn cản Banjo cũng như trận chiến này, nên anh đành phải sử dụng tới vật phẩm cấm Hazard Trigger, thứ đã được Evoz trong hình dạng của ông chủ quán tốt bụng trao cho anh. Thứ sẽ giúp anh nâng cao lượng Hazard trong người, nhưng khi sử dụng quá độ anh sẽ mất kiểm soát, bỏ qua tất cả và chuyển hóa Best Mark Color Build Hazard On. Trong lần đầu xuất hiện, tất cả những từ ngữ để có thể diễn tả Hazard Trigger hay là Black Hazard chỉ đơn giản gói gọn bằng từ tàn nhẫn,
Không như những firmware kiểm soát khác, cách đánh của Black Hazard tập trung vào hủy diệt kẻ thù, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Khi anh chỉ vừa đánh vài đòn đã sử dụng tới đòn mạnh nhất Overflow cũng như đòn kết liễu. Anh ấy thể hiện sức mạnh áp đảo với luồng khí bốc ra Hazard dày đặc bao quanh cơ thể. Trận chiến của anh với Banjo, khi bình thường Sento là người tri thức và chiến đấu không quá mạnh bạo, người chiến đấu theo kiểu đó chính là Banjo, nhưng lần này mọi thứ đã thay đổi. Banjo đã nhìn thấy một Sento hoàn toàn khác, một người đã hủy diệt kẻ thù của mình mà không hề chớp mắt. Black Hazard chỉ đơn giản là tăng lượng Hazard của chủ sở hữu lên và làm cho họ mất kiểm soát dần khi họ không kiểm soát lượng Hazard này. Đòn tất sát của nó bao gồm hai phần là Overflow và đòn Rider Kick. Đòn Overflow, anh ấy sẽ nâng cao sức mạnh của Hazard, tung những cú đá và cú đấm cực mạnh. Ngoài ra, anh còn có khả năng vô hiệu hóa kẻ thù bằng luồng điện đen tích tụ từ cơ thể, khống chế chúng và làm chúng không di chuyển được. Đòn Overflow này mình thấy giống một đòn nâng cao sức mạnh hơn là đòn Finish. Đòn Finish sẽ được thể hiện bằng đòn Rider Kick mang tên Hazard Finish. Với hình dạng đòn Rider Kick cơ bản hoặc đòn đầu tiên anh ấy ra tay với kẻ thù, tụ năng lượng vào chân của mình và ra một cú đá cực mạnh giáng vào hắn và hủy diệt hắn đơn giản. Everybody jump! Metal Rise! Secret material, Hidden Metal. Metal Christopher! It's high quality. Đánh bại được phe của Mesumo Jinrai, kết thúc Shin cũng như Horui, những kẻ thù, kẻ chủ mưu trong tất cả mọi thứ đã dần lộ diện. Gai Amasu, hắn ta là chủ tịch của tập đoàn Zaya, một kẻ thù mới của Zero One đã chính thức lộ diện. Cũng có một chiếc driver tương tự như Zero One driver, hắn chuyển hóa thành Cobra Towser, một trong những kẻ vô cùng nguy hiểm với một thanh gươm có khả năng hút đi sức mạnh của kẻ khác. Sau khi có được gần như toàn bộ sức mạnh từ Zero One, sức mạnh mạnh nhất những sai của Shining Asao Hopper, hắn ta đã tạo ra một chiếc Vorakey hoàn toàn mới để vô hiệu hóa sức mạnh từ Zero One driver, đóng sự liên kết của nó với những Vorakey khác. Metal Cluster Hopper, sức mạnh của một bầy châu chấu càng quét tất cả mọi thứ, được chế tạo từ loại hợp kim cứng nhất mà Hidden Intelligence đã từng chế tạo. Không những cứng cáp, nó còn khả năng linh hoạt chuyển đổi từ thể rắn sang thể lỏng và chuyển hóa thành hình dạng những con châu chấu nhỏ, tạo thành một bầy châu chấu bay quanh Metal Cluster Hopper, tạo hình là một con châu chấu khổng lồ với kích thước Vorakey lớn gấp rưỡi những chiếc Vorakey khác. Khi chuyển hóa, nó sẽ đóng phần đuôi của Vorakey đè lên Zero One Driver, cũng là khả năng Amatsu Gai mong muốn, vô hiệu hóa Zero One Driver. Sau khi chuyển đổi, giống như tình trạng của Zero One Driver, Aruto cũng bị át thâu tóm, hắn ta vô hiệu hóa hoàn toàn tất cả hành động của Aruto, chuyển hóa Zero One trở thành một kẻ cuồng bạo, tấn công tất cả mọi thứ trước mặt và đặc biệt nhất là bầy châu chấu được tách ra từ bộ phận giáp. Metal Cluster Hopper có tạo hình cũng như màu sắc vô cùng đơn giản, là một màu kim loại bao khắp cơ thể với những viền xanh lá xen kẽ vào những vị trí quan trọng, tạo hình đơn giản nhưng vô cùng ngầu. Sức mạnh của nó thì không phải bàn cãi. Khi bầy châu chấu tấn công và xâu xé tất cả những kẻ cản đường hắn, khả năng chính của bầy châu chấu khi tấn công là ăn mòn tất cả kẻ hầu. Ngoài Towser với sức mạnh cứng cáp từ Rayhorn, còn lại tất cả những kẻ hầu khác đa phần sẽ đều bị ăn mòn bởi sức mạnh Cluster Hopper. Nhưng bầy châu chấu không đơn giản như vậy. Khi hóa lỏng, chúng có khả năng chuyển hóa thành một chiếc khiên vững chắc bảo vệ Zero One trước mọi đòn tấn công nguy hiểm từ kẻ thù và tạo ra rất nhiều hình dạng biến hóa khôn lường từ những ngọn thương, hành gươm, tấn công cũng như những cục gai dài, áp đảo hoàn toàn kẻ thù cho dù là cận chiến hoặc chiến đấu từ xa. Điểm yếu lớn nhất từ bầy châu chấu cũng là một phần tạo nên bộ giáp của Zero One. Tận dụng điều này, Towser đã có một đòn đánh lén khi lao về phía sau của Zero One nhưng hoàn toàn bị anh vô hiệu hóa. Trong trạng thái bị kiểm soát, Metal Cluster Hopper cốt đòn tất sát làm nên thương hiệu của Ark khi khống chế Aruto, thì đám châu chấu mái tạo chúng thành hai bản thể khác nhau. Trong trạng thái này, Zero One có vẻ không được bất kỳ ai bảo vệ. Hai bản thể này lao lên và ra hai đòn Rider Kick vào những cái thù riêng biệt. Đòn này sẽ giúp anh tấn công cũng như vô hiệu hóa trong phạm vi vô cùng lớn. Luôn bị mất kiểm soát trước sức mạnh ác tâm từ Ark, Izu cũng như Zia đã dùng sức mạnh của tất cả những dữ liệu về sự tích cực của Aruto, tình cảm của anh dành cho những Human Gear. Sau khi kiểm soát được sức mạnh, anh sở hữu cái thanh gươm Rorai Hopper Black, chuyển vị trí của Aruto từ trong vệ tinh Ark đến vị trí của Zia, giúp anh hoàn toàn khống chế được hình dạng này. Ở hình dạng đã kiểm soát, tất cả những khả năng vẫn giữ nguyên như cũ. Metal Cluster Hopper còn có khả năng sử dụng cặp song kiếm từ thanh gươm vừa tạo ra cũng như thanh Caliber ban đầu, kết hợp chúng để tạo thành một thanh kiếm dài với hai lưỡi kiếm ở hai đầu.
ra nhát chém đầu tiên với năng lượng từ Metal Cluster Hopper, nhát chém thứ hai lấy sức mạnh từ Sun Calibur và nhát chém năng lượng cuối cùng lấy trực tiếp sức mạnh từ Roaring Hopper Black, dán 3 đòn trực tiếp vào kẻ thù khiến tất cả bọn chúng đều hủy hủy diệt. Đòn Rider Kick của Aruto có đôi chút thay đổi, anh không còn tạo ra phân thân mà biến châu chấu mái trở thành một mũi khoan trước mặt kẻ thù, sau đó lao lên tấn công theo mũi khoan và khoan kẻ thù từ bên trong. Primitive Dragon Saki Poki Bomb Saki Poki Bomb Primitive Dragon. Sau Zero One Meta Cluster Hopper có vẻ như cơn nghiện vẫn chưa kết thúc với thời đại Reiwa. Người tiếp theo, Color Saber cũng có hình dạng nghiện tương tự như vậy, đó là Primitive Dragon. Primitive Dragon Wonder Book lúc đầu không phải là quyển sách có khả năng chuyển hóa thành Rider, đó là quyển cấm thư được lưu giữ tổ chức Logos. Tên Storius lẻn vào và lấy cấp Toma muốn đến căn cứ này để gặp chính diện Master Logos, nhưng tình cờ phát hiện ra cuộc trộm sách của Storius, anh lao theo và ngăn cản hắn. Trong lúc cả hai đang giành giật nhau, quyển cấm thư đã bộc phát sức mạnh của nó, tạo ra một bàn tay xương khổng lồ, tấn công cả hai và chuyển hóa Primitive Dragon Wonder Book kết hợp cùng với Saber để tạo hình dạng Primitive Dragon. Được tạo hình là một form chưa hoàn thiện nên tông màu chủ đạo của form vẫn là đen được đan xen với màu xanh da trời, nửa phần thân phải, gương mặt quanh cùng với chữ X đỏ chạy khắp gương mặt. Tạo hình của Primitive Dragon cũng dựa trên hình dạng chiếc Wonder Book sau khi mở ra, là một bàn tay rồng bao phủ cơ thể, chiếc đầu rồng màu trắng chạy khắp cơ thể và chân của anh ấy, nhìn rất giống một bộ xương của một con rồng đã chết từ rất lâu. Cùng với đó là phần thân trái của anh, là quyển sách cơ bản của Saber đang bị nắm chặt và bao phủ với sức mạnh bóng tối từ Primitive Dragon. Sự hoang dã của Primitive Dragon được đẩy lên một tầm cao mới hơn cả phân. Nó không có mục đích bảo vệ bất kỳ ai và chỉ muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Từ cách di chuyển của anh cho tới những đòn tấn công đều thể hiện bản thân anh là một con thú hoang. Cách cầm kiếm của Primitive Dragon không hề cầm vào cán kiếm mà cầm trực tiếp vào lưỡi kiếm để giáng đòn tấn công cực mạnh vào kẻ thù, khiến cho những kẻ thù đối mặt với anh đều hết sức kinh hãi trước sức mạnh mới mà anh đạt được. Sức mạnh cũng như sự hoang dã tột độ là những gì đặc trưng nhất của Primitive Dragon. Nó không có quá nhiều sức mạnh ngoại trừ việc bàn tay của anh ấy từ trên phần ngực có khả năng dài ra để tấn công, nhưng đa phần sẽ sử dụng cho đòn tất sát, còn lại chỉ là sự hoang dã, chỉ là một form để debut cho form hoàn thiện là Elemental Dragon mà thôi. Và điểm đặc sắc nhất của nó cũng như mình nói là đòn kết liễu của form này mang tên Scratch Hitsatsugiri. Đôi tay trên phần ngực của Primitive Dragon sẽ dài ra nắm chặt lấy kẻ thù, sau đó lôi kẻ thù tới trước mặt của anh. Anh tụ lực hỏa kiếm của mình ra một đòn kiếm ngược, tấn công vào tất cả kẻ thù, tạo ra một luồng sóng năng lượng hình bán nguyệt chạy theo ba hướng, nghiền nát tất cả mọi vật thể trên đường và tạo luồng xung chấn cực mạnh làm hóa giải biến hình của những Rider xung quanh đó. Đó là một màn xuất hiện vô cùng ấn tượng với một form mất kiểm soát như Primitive Dragon. Revive, Rolling Wisdom hay là Zuko Revive. Đây là hình dạng không phải do tiến sĩ Yuji cung cấp chiếc Wisdom cho Ikki cũng như Vai, mà là đến từ cha của anh, tiến sĩ Karizaki của tập đoàn Wiking. Thử nghiệm này đã đem lại một kết quả không ngờ tới. Chiếc Rolling Wisdom với hình dạng con lăn đưa Ikki vào không gian của ác quỷ, cũng như Vai đã chuyển thành Commander Zuck Revive, hợp thể cả hai. Form này vẫn nằm trong danh sách mất kiểm soát. Ikki không phải là người điều khiển chính của Revive, nó chính là Vai mới là người điều khiển toàn bộ Rider. Cũng với form này ở vài tập sau, do Vai đã hiện hữu quá lớn nên anh đã dễ dàng bị tác động bởi tinh khiết và cũng đã bị chiếm hữu và tấn công tất cả mọi người. Tạo hình của Zaku Revive cũng giống như Black Hazard, tạo hình đơn giản dựa trên form cơ bản của nó. Nhưng nó ngược lại với hình dạng Black Hazard là form này lại là form bị bất đối xứng, khi phần bên tay trái của anh những chiếc gai rất giống mất kiểm soát. Tạo hình đơn giản nhưng có những vệt xanh đại diện cho vai cũng như những vệt trắng trên cơ thể của anh giống như những nét sơn được chấm phá trên cơ thể. Còn lại tạo hình của Zaku Revive cũng không có gì đặc biệt. Khả năng chính của anh là sử dụng chiếc Rolling Wisdom cũng như chuyển hóa bản thân trở thành mực
để tấn công kẻ thù và xuất hiện bất ngờ phía sau chúng. Sau khi được Ikki điều khiển thì khả năng của anh cũng được tăng lên ít nhiều. Rolling Vison ngoài việc tấn công như một nắm đấm thép trên tay, nó có khả năng vẽ ra những ký tự nguyên tố để thực hiện đòn tấn công kết hợp bản thân cũng như vũ khí của Rider sở hữu. Đòn tất sát của anh mang tên Rolling Stamping Finish, anh sẽ lao lên không trung. Hai chiếc Rolling Vistum khổng lồ lao vào hai chiếc Vistum để tạo lực bắn anh về phía trước để ra đòn Rider Kick cực mạnh phá hủy hoàn toàn cái hùng. Commander Zerg Revive cũng kết thúc cho series này. Mình có bỏ qua những Rider mất kiểm soát nào hay không? Nếu đầy đủ tất cả những Rider, mình sẽ làm thêm video phần 3 về tất cả Rider mất kiểm soát nhé. Mình là Rider On, nếu bạn hay, like, subscribe cho kênh của mình nha. Bye!